Thành phố Cần Thơ chỉ còn hơn 10.000 liều vaccine và chỉ đủ tiêm trong ngày hôm nay 11 tháng 8. Thành phố mong muốn được Bộ Y tế phân bổ nhanh vaccine để đảm bảo tiến độ tiêm chủng. Thành phố Cần Thơ đang triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 5 với số lượng được Bộ Y tế phân bổ là hơn 170.000 liều. Từ ngày 6 tháng 8 đến nay, với việc triển khai tiêm đồng loạt ở tất cả các quận huyện nên tiến độ được cải thiện đáng kể. Vì vậy, Cần Thơ đã đề xuất Bộ Y tế phân bổ tiếp 300.000 liều để đẩy tốc độ tiêm. Năng lực tiêm của thành phố hiện giờ là từ 30.000 đến 40.000 liều một ngày với quy mô 150 bàn tiêm. Trong đợt tiêm này, các xã phường đều cho người dân đăng ký kê khai y tế trước nên thời gian được rút ngắn. Hiện chỉ còn khâu khám sàng lọc và theo dõi sau khi tiêm. Từ đó, năng suất tiêm tăng lên.